Tài xin chào anh chị nhé. Thì bây giờ cũng là 10 rưỡi tối rồi. Thì hôm nay Tài sẽ chia sẻ muộn bởi vì mấy ngày hôm nay thì Tài đi công chứng cho khách rất là nhiều nên là Tài thường về trễ. Thì cứ đi công chứng xong thì khách lại mời lại ăn tối, khách lại mời ở lại cà phê nên là tối nào cũng về trễ anh chị ạ. Bây giờ mới tắm rửa và chơi với thằng nhóc của Tài xong. Thì thời gian vừa qua thì rất là nhiều anh chị đối tác khách hàng có hỏi Tài về cái thông tin là huyện Đức Hòa lên thành phố trực thuộc tỉnh Long An, thì cái thông tin này có chính xác hay không, thì Tài cũng trả lời đấy anh các anh chị đó rồi. Thì hôm nay Tài sẽ làm một cái video để chia sẻ cái thông tin này cho các anh chị có cái nhìn chính xác nhất về cái thông tin huyện Đức Hòa sẽ lên thành phố nha anh chị nhé. Thì trước mắt anh chị đây là cái tờ trình, anh chị đọc là đây là cái tờ trình của huyện ủy huyện Đức Hòa trình lên Đảng bộ tỉnh ủy tỉnh Long An. Thì cái thông tin thì cái nội dung của cái tờ trình này là quy hoạch chung đô thị huyện Đức Hòa trở thành cái đô thị loại 3 trực thuộc tỉnh Long An. Thì theo cái cuộc họp vừa rồi là cuộc họp vào ngày mùng 8 tháng 11 năm 2021 là cái cuộc họp về Đảng bộ lần thứ 12, Đảng bộ của huyện ủy huyện Đức Hòa nhiệm kỳ 2020-2025 về cái việc phát triển đô thị trên địa bàn huyện. Thì theo cái thống kê ở trong cái cuộc họp này thì hiện nay huyện Đức Hòa đã đạt được 50 trên 59 cái chỉ tiêu lên thị xã rồi và đạt được 48 trên 59 cái chỉ tiêu lên cái thành phố trực thuộc tỉnh. Thì tham gia của cuộc họp này thì gồm có đồng chí nguyên chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì Tài nghĩ đây là đồng chí Nguyễn Tấn Sang anh chị ạ, và đồng chí bí thư tỉnh ủy và đồng chí nguyên bí thư tỉnh ủy. Các đồng chí này đã có góp ý đồng ý cho huyện Đức Hòa tiến lên cái thành phố đô thị loại 3 trực thuộc tỉnh Long An. Thì cái thời gian để tiến lên thì nó từ nay đến năm 2025 thì huyện Đức Hòa sẽ đạt được những cái chỉ tiêu là 48 trên 59, phải đạt được cái chỉ tiêu là 59 trên 59. Và trong cái chỉ tiêu đó thì Tài không biết rõ ràng nó là cái chỉ tiêu gì, ví dụ như chỉ tiêu về hạ tầng giao thông này, chỉ tiêu về giáo dục, chỉ tiêu về kinh tế vân vân, kinh tế xã hội đó, cái đó là mình không có nắm được cái chính xác là cái chỉ tiêu gì, chỉ tiêu như thế nào. Chỉ ở đây chỉ có những cái người trong nhà nước người ta nắm được chính xác thôi. Thì đây mới chỉ là cái tờ trình anh chị ạ, đây mới chỉ là cái tờ trình của huyện ủy huyện Đức Hòa để trình lên cái tỉnh Long An, trình lên Đảng bộ tỉnh ủy tỉnh Long An. Thì để có một cái quyết định huyện Đức Hòa lên thành phố thì phải đạt cái chỉ tiêu đưa ra, thì khi đó mới có cái quyết định chính xác huyện Đức Hòa lên thành phố. Thì qua cái tờ trình này thì có một số báo lớn cũng đã đăng tin lên, ví dụ như là báo thanh niên.vn anh chị này, anh chị nhìn trên màn hình Tài mở này, báo thanh niên.vn với cái bài báo là huyện Đức Hòa sẽ lên thành phố, bất động sản ở đây lấy đà vượt sóng. Thì trong cái bài báo này cũng phân tích là hiện nay là huyện Đức Hòa, cái nền kinh tế chính của cái huyện Đức Hòa này là kinh tế loại hình khu công nghiệp, ví dụ như là khu công nghiệp Đức Hòa 2 này, Đức Hòa 3, khu công nghiệp Xuyên Á, Nhị Xuân, Hoàng Gia, khu công nghiệp Tân Đô, Tân Đức, vân vân, rất là nhiều khu công nghiệp lớn tọa lạc tại huyện Đức Hòa. Thì từ đó sẽ thu hút được rất là nhiều công nhân này, chuyên gia của cả nước và nước ngoài về đây sinh sống và làm việc. Vì vậy nhu cầu về nhà ở này, nhu cầu về giáo dục, nhu cầu về giải trí tăng rất là cao ở huyện Đức Hòa này. Thì song song với cái phát triển của nền kinh tế ở huyện Đức Hòa thì huyện Đức Hòa phải đẩy mạnh phát triển đầu tư công này, đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, ví dụ như là những cái cơ sở, ví dụ những con đường trọng điểm như tỉnh lộ 823, tỉnh lộ 824, tỉnh lộ 830, quốc lộ N2 hoặc cao tốc, để đường lên cao tốc Mộc Bài Tây Ninh ấy, Mộc Bài Thành phố Hồ Chí Minh. Thì điển hình là cái tuyến đường 823D đã khởi công vào ngày 26 tháng 12 năm 2021. Thì qua những cái bài báo này là Tài thấy rất là vui, rất là có một cái tín hiệu tích cực để huyện Đức Hòa lên thành phố, bởi vì hiện nay là Tài làm bất động sản tại huyện Đức Hòa,
tài làm bất động sản tại huyện Đức Hòa thì từ cái thông tin này, từ cái thông tin về cái tờ trình lên thành phố này thì hiện nay cái bất động sản ở đây rất là sôi động anh chị ạ. Giá thì tài thấy là nó sẽ nhích lên một chút thôi, không nhích nhiều, không bị ảo về giá này. Hiện nay huyện Đức Hòa không bị ảo về giá, nhưng mà thanh khoản rất là cao. Thì tài hiện nay là các anh chị khách hàng mua đi bán lại rất là nhiều nhờ cái thông tin này. Thì đây cũng chính là tài nghĩ nó là công thông tin thực tế thôi, bởi vì hiện nay là huyện Đức Hòa là một trong những huyện có nền kinh tế phát triển nhất của tỉnh Long An, phát triển về khu công nghiệp này, có vị trí địa lý rất là tốt, vị trí địa lý giáp thành phố Hồ Chí Minh, giáp Củ Chi, giáp Hóc Môn, giáp Bình Chánh, giáp bao quanh thành phố Hồ Chí Minh luôn. Thì theo cái đánh giá của tài thì từ nay đến 2025 thì huyện Đức Hòa có thể sẽ đạt được sớm thôi, chưa tới năm 2025 sẽ đạt được cái 5959 chỉ tiêu đi lên cái thành phố loại 3 trực thuộc tỉnh. Theo tài nghĩ là vậy, bởi vì tài làm môi giới ở đây rất là lâu rồi nên là tài lấy được cái sự sống, cái không khí ở huyện Đức Hòa, không khí về phát triển các ngành khu công nghiệp. Hiện nay các khu công nghiệp mà về đây đầu tư rất là nhiều anh chị ạ. Thì huyện Đức Hòa, Ủy ban Nhân dân huyện Đức Hòa đang đầu tư về đầu tư công, đầu tư cơ sở hạ tầng để thúc đẩy cái đầu tư từ nguồn vốn FDI này, nguồn vốn trực tiếp từ nước ngoài đấy đổ về đây rất là nhiều. Thì tài nghĩ từ nay đến năm 2025 huyện Đức Hòa sẽ lên thành phố trực thuộc tỉnh. Nhưng mà đây mới chỉ là tờ trình anh chị nhé, chưa có cái quyết định chính thức huyện Đức Hòa lên, nên là tài chia sẻ để anh chị cái thông tin để cho anh chị có cái nhìn chính xác này, để có anh chị có cái nhìn tổng quan hơn, để anh chị có cái thông tin để đi đầu tư bất động sản ở huyện Đức Hòa. Vừa rồi tài có chia sẻ cái thông tin về huyện Đức Hòa lên thành phố. Rất cảm ơn anh chị đã chú ý theo dõi cái video này. Chúc anh chị một ngày làm việc thật là thành công. Thì hôm nay tài đi công chứng cho khách nhiều quá nên là bây giờ mới có thời gian để chia sẻ với anh chị. Rất mong anh chị thông cảm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị đến video tiếp theo của tài. Xin cảm ơn anh chị.